gần gần nó sẽ đấy, đứng lên nó sáng lên thế này. Chói. Đi chơi đi. Ừ, thôi đứng thử đứng tạm cho mọi người xem. Tôi sẽ khoa dáng. Hello, xin chào tất cả tình yêu nha. Mọi người ơi, vào like, share, like giúp em nhé mọi người nhá. Vào like, share, like giúp em ạ. Xả toàn bộ những áo phao đang có cửa hàng kêu nhá. Mã nào cũng xả luôn ạ. Ai đang xem được like của em, xin chào Thúy Phương, xin chào Quỳnh Như nhá, xin chào 13 tình yêu đang xem like nhá. Mọi người vào like nhớ là share like giúp em ạ. 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các trang nhóm nhá. Em sẽ tặng ngay những chiếc mũ nối xinh xinh em đang đeo tình yêu nhá. Chỉ cần là mọi người vào like, chia sẻ like giúp em tình yêu. Ai đang xem like của em thì mọi người cho em xin một chấm tương tác tình yêu nhá. 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần lên trên các trang nhóm kiều nhá. Xả toàn bộ những gì đang có trang cửa hàng kiều nhá. Áo phao của mình đang mặc, một lát nữa mình sẽ báo giá cho mọi người sau nhá. Một lát nữa mình sẽ báo giá cho mọi người sau nhá. Giờ là chia sẻ like giúp mình đi ạ. 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần lên trên các trang nhóm kiều nhá. Tặng ngay mũ lồ như là Yến đang đội đấy ạ. Tặng ngay mũ như em đang đội tình yêu nhá. Mọi người chỉ cần share like thôi ạ. Mũ bán luôn tình yêu ơi, mũ bán luôn Quỳnh Như nhá. Áo phao mã nào cũng có luôn, trên đầu Yến rất là nhiều áo phao tình yêu nhá. Mọi người xem like có ổn không ạ? Chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần lên trên các trang nhóm tiêu nhá, ở chế độ công khai ạ. Mũ lồi như của Yến đang bán, có bán luôn tình yêu nhá. Mũ lồi có bán luôn ạ. Mọi người xem like ạ, đẩy lên mốc 100 view người xem của Yến ạ. 100 view người xem tiêu ơi, 100 view người xem nhá. Ai đã chia sẻ bắt đầu comment ạ. Yến tặng mũ luôn tình yêu nhá. À, comment giúp Yến là tặng mũ này kèm với số điện thoại tiêu ơi. Một lát nữa em sẽ báo giá cái áo như em đang mặc tiêu nhá. Tặng mũ kèm với số điện thoại thì ơi, tặng mũ kèm với số điện thoại là tình yêu ơi. Nhanh chóng share like đi ạ. Ai đã chia sẻ rồi mọi người nhanh tay share live stream tình yêu nhá. Tặng mũ kèm số điện thoại, đẩy mốc view lên 100 view người xem. Sau đó em sẽ xả toàn bộ những gì đang có trong cửa hàng tình yêu nhá. Mỗi người vào like, chia sẻ, comment luôn giúp Yến tình yêu nhá. Ok ạ. Nào, tặng quà kèm số điện thoại lên mốc 100 view người xem ạ. Sau đó em sẽ báo giá cái áo như em đang mặc luôn ạ. Trời ấm quá tình ơi. À, mẫu áo như đang mặc ấm dã man luôn tí ơi. Tặng quà kèm số điện thoại tí ơi nhá. Tặng ngay mũ lồi nào. Lên 100 view người xem ạ. Tặng ngay mũ lồi luôn nhá tí yêu nhá. Bắt đầu chuẩn bị ghi bình luận ạ. Ai để chia sẻ lên 120 người xem nào. 120 người xem ạ. Tặng quà kèm số điện thoại tí ơi nhá. Chia sẻ đủ 10 lần ạ. Đủ 10 lần kèm số điện thoại. Bên em sẽ kiểm tra xem chị yêu nào đã chia sẻ chưa nhá. Áo phao như đang mặc một lát nữa trong live em sẽ báo giá sau mọi người nhá. Háo hết pin rồi em ơi. Tặng quà kèm số điện thoại. Nào tặng ngay mũ lồi là tình yêu, tặng ngay mũ lồi nha. Mọi người comment giúp Yến đi ạ. Mọi người comment giúp Yến để Yến tặng quà luôn tình yêu nhá. Chia sẻ lên mốc ạ. 150 người xem đi ơi, 150 người xem nhá. Bán áo phao như đang mặc quá là xinh luôn. Một lát nữa trong live Yến sẽ xả toàn bộ tất cả những gì đang có ở cửa hàng đi nhá. Tặng quà kèm số điện thoại, tặng ngay mũ lồi xinh xinh Yến đang đội đây ạ. Quá xinh luôn nhá. Mùa đông này các tình yêu ơi, mua áo phao này, mua áo len thì chắc chắn sẽ không thể nào quên được mua một chiếc mũ lồi xinh xinh này nhá. Hôm nay em sẽ tặng luôn cho tình yêu này. Lên 150 view nào. 150 view người xem tình yêu nhá. Tặng ngay mũ lồi như của Yến đang mặc tình yêu ơi. Tặng quà kèm với số điện thoại. Chia sẻ lên 5 lần trên trang cá nhân và 10 lần lên trên các trang nhóm. Ok này. 160 người xem rồi ạ. 160 người xem. Em xin phép là ghi bình luận của một chị tặng quà luôn tình yêu nhá. Tặng quà luôn ạ. Ok này, tặng cho chị Khánh Ly một mũ tình yêu nhá. Tặng cho Khánh Ly một mũ này. Tặng cho Khánh Ly một mũ này. 200 người xem đi cả nhà. Tặng cho Khánh Ly một mũ chưa nhỉ? Tặng cho Khánh Ly một mũ Quỳnh Như à? Ok này, tặng em ghi bình luận Quỳnh Như luôn nhá. Ghi bình luận Quỳnh Như luôn ạ. Em ghi một chị ghi bình luận bạn Quỳnh Như vào nhá. Quỳnh Như vào chia sẻ rất là nhiều các trang nhóm. Em ghi bình luận của Quỳnh Như luôn nhá. Tặng ngay cho Quỳnh Như một mũ như Hiền năng đội nhá. Em có rất là nhiều màu luôn ạ. Tặng cho Quỳnh Như luôn này. Chia sẻ lên 200 người xem nào. 200 người xem tặng người số 2 luôn. Tặng người số 2 luôn cả nhà nhá. Quỳnh Như tặng quà rồi ạ. Ok này, 190 người xem, 195 ạ. Chia sẻ lên 200 người xem nào. Mọi người comment luôn giúp Yến nhá. Tặng quà kèm số điện thoại, chia sẻ lên 200 người xem giúp Yến nhá. Ok ạ, mũ này quá xinh luôn cả nhà ấy. Mũ này quá xinh luôn tình yêu nhá. Ai muốn tặng quà thì nhanh tay chia sẻ đi ạ. Tặng quà kèm số điện thoại tình yêu nhá. 200 người xem ạ, chia sẻ lên mốc 200 người xem giúp Yến tình yêu nhá. Lên 200 người xem tặng một người hai mũ luôn tình yêu ơi. Ok ạ, em tặng cho Quỳnh Như rồi cả nhà nhá. Nào chia sẻ đầu like ạ. Ok ạ, bây giờ ai muốn mua áo phao như của Yến đang mặc, mọi người nhanh tay comment tình yêu nhá. Mà áo phao như của Yến đang mặc quá là xinh luôn tình yêu này. Quá là xinh luôn, giá bao nhiêu em ơi? Tình yêu ơi, áo phao như của Yến
giá là 189k thì ơi. À 489k thiếu nhá, 489k phao Yến Nam mặc ạ. À. Và mũ lồi như của Yến Nam đội thì mọi người comment giúp Yến là mũ lồi này kèm màu, kèm với số điện thoại với giá 99k mũ lồi tình yêu nhá. À phao như của Yến Nam mặc ạ, à, quá là dày dặn luôn tình yêu ơi. Phao cực kỳ dày dặn nhá. 489k tình yêu ơi. Ai lấy áo phao thì mọi người comment luôn giúp Yến là áo phao kèm với số điện thoại với giá là 489k luôn tình yêu nhá. Áo phao 489, mũ lông rất là đẹp luôn tình yêu nhá. Ok ạ, à, áo phao 489 tình yêu nhá, có màu khác em ơi. Comment giúp Yến là áo phao 489. Nào chia sẻ lên 300 người xem đi ạ, 250 người xem rồi cả nhà ơi. 250 người xem rồi, chia sẻ lên 300 người xem nào. Trời ơi, ai muốn mua áo thì comment giúp Yến nhá. Áo phao kèm với số điện thoại ạ, áo phao có giá là 489k thiếu nhá. 489 luôn em. 489 và có hai tông màu tình yêu ơi. Có cả màu be, trời phao dày dặn quá mọi người ơi. Có hai màu tình yêu nhá. Hàng này bình thường bên ngoài thị trường phải bán, đang bán là 700-800 tình yêu ơi. Bán cho ạ, bán cho mọi người một chiếc. Ok này. Ok, comment giúp Yến là áo phao kèm màu kèm số điện thoại tình yêu nhá. Áo phao này không có sai tình yêu ơi, có hai màu ạ, màu đỏ như là màu đỏ với cả màu be tình yêu nhá. Bé nhạc em ơi. Màu đỏ với màu be cả nhà nhá. Chia sẻ lên 300 người xem đi ạ. Chia sẻ lên 300 người xem nào cả nhà ơi. Chia sẻ lên 300 người xem nhá. 206 người xem rồi, 207 người xem nào. Chia sẻ lên 300 người xem giúp Yến ạ. Mũ như của Yến Nam đội là có giá 99k thì ơi, comment mũ kèm số điện thoại mọi người nhá. Áo phao như của Yến Nam mặc là có giá 489k thì ơi. Ship Hà Nội là 30k thôi thì ơi. Mũ lồi là 99k thì ơi nhá. Mũ lồi có đủ các màu luôn ạ. Em ơi cho bé loa em ơi. Mũ lồi là 99k tí ơi, mũ lồi 99k mọi người nhá. Ai lấy mũ thì comment giúp mình là mũ 99k kèm màu tí yêu nhá. Còn áo phao như của mình đang bán đang được sale với giá là 289k tí ơi, bình thường ạ. À 489k tí yêu nhá. 489k và có đủ 3 màu luôn. 489k, trời ơi phao quá là dày luôn cả nhà ơi. Cầm quá là nặng luôn tình yêu nhá. Ai lấy thì comment giúp mình là áo phao 489 tình yêu nhá. Áo phao 489 kèm màu kèm với số điện thoại tình yêu ơi. Mét 55 mà cao bằng Yến là mặc như của Yến đang mặc luôn tình yêu nhá. Trời mặc lên ấm dã man luôn cả nhà này, phao béo ạ. Thị trường đang bán tầm toàn 700-800 tình yêu nhá. Thị trường bán toàn 700-800 rồi. Áo này đang được bán với giá là 489k tình yêu nhá. 489 sale từ 800.000 xuống còn 489 tình yêu nhá. Bên mình gửi hàng từ Thái Nguyên cả nhà nhá. Ai lấy thì comment giúp mình nhá. 489k thôi tình yêu, quá là dày này. Quá là dày luôn tình yêu ơi. Em có 3 màu nhá, có 3 màu luôn, bán cho ai chia sẻ like cho mọi người, bán cho ai chia sẻ like nhá. 489k mọi người ơi, có 3 màu này. Comment áo phao kèm màu 489k, phao cân nặng là dưới 70 cân cả nhà nhá. Phao này là dưới 70 cân, áo phao kèm màu mọi người ơi. Đây áo phao có nhiều màu luôn tình yêu ơi, rất là nhiều màu luôn nha. Màu đỏ này, màu hồng này, màu be này. À, và màu vàng thì ơi, 489 bán cho ai chia sẻ mọi người nhá. 489, mũ lồi là 99k thì ơi. Mũ lồi là 99k thì ơi nhá. Áo phao em chuyển qua màu khác mọi người xem nhá. Chuyển qua màu khác cho mọi người xem nhá. Áo phao có đủ các màu luôn. Áo phao có đủ các màu luôn. Em chuyển qua màu khác thì yêu nhá. Ok này, mọi người chia sẻ like giúp em đi ạ. Áo phao 489 thì yêu nhá. Ai lấy comment luôn giúp em nhá. Áo phao 489 kèm số điện thoại. Mũ lồi là 99k tí ơi, mũ lồi 99k mọi người nhá. Mũ lồi 99k mọi người, ai lấy comment luôn giúp em nhá. Áo phao là có đủ các màu luôn, có màu hồng này, màu hồng, màu be, màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu be, màu đỏ, màu đen tí yêu nhá. 489k bán cho ai chia sẻ thôi mọi người ơi. 489k mọi người ơi, áo hồng. À, mọi người đợi một em một xíu nhá, bán cho ai chia sẻ. Ai lấy comment luôn giúp Yến ạ. À, áo phao kèm với cả số điện thoại mọi người nhá, kèm màu kèm với số điện thoại. 489k xả sale là sale từ 800 xuống còn 489 cả nhà nhá. Sale từ 800 còn 489, trời ơi là ấm dã man mọi người ạ. Bây giờ toàn phải bán cái này còn 800 đấy mọi người ạ. Chất nó dày lắm mọi người ơi. Chất quá dày nhá mọi người nhá. 489k. Mũ lồi như của Yến đang đội là đang được sale với giá là 99k nếu nhá. Mũ lồi 99k. Bên em được kiểm hàng các tình yêu ơi, bên em rất là tự tin về cái mình mặt hàng mình đang bán tình yêu nhá. Đây ạ, ship đồng giá là 30k tình yêu ơi. 489k mọi người nhá. 489k. Ok ạ. 489k tình yêu nhá. Phạm Quỳnh ấy. Phạm màu hồng. Ok Phạm Quỳnh. Ok là chốt của Phạm Quỳnh nhá. Ok đợi em một xíu này. Mũ lồi 99k tình yêu ơi, mũ lồi 99k nào.
Mũ lồi có 99k thôi, bán cho ai chia sẻ nhá, ấm quá mọi người ơi. Mét 7 quá mọi người ơi, ấm quá luôn nha mọi người nha. Mét 7 mà thoải mái luôn. Mét 7 mà thoải mái mà cả nhà ơi. Đây ạ, à, em cho mọi người xem qua màu vàng này. Màu vàng này mọi người ơi. Màu vàng đẹp dã man luôn nha. Màu vàng rất là hot rồi, đảm bảo các là các chị ơi, cái mã này thị trường toàn phải bán đến 600 mấy các chị ạ, à, không ai bán cho các chị yêu là dưới 500.000 đâu. Em chỉ lái có đúng 10 đến 20.000 không nói sai với các chị luôn nhá. Đây ạ, à, đang xả áo phao tí yêu nhá. Phao quá là xinh, quá là dày này các chị nhìn này. Các chị nhìn rất là dày luôn nhá. Ok ạ. À. Em mới sạc pin gần hết pin rồi đấy. Ok, phí ship là 30k tí yêu nhá. Có cả màu đỏ đấy, có cả màu đỏ đây. Phao quá là dày luôn cả nhà nhá. Em vén tóc cho mọi người xem này. Màu đỏ đô mặc cực kỳ là màu đỏ đô nhá mọi người. Em đang mặc là màu hồng phấn đấy cả nhà này. Trời ơi, phao béo dày dã man luôn đấy mọi người ạ. 489 mọi người ơi, 489 nhá. Sale từ 700 còn 489. Sale từ 700 còn 489. Bán cho ai chia sẻ like thôi tình yêu đây, nhá. Màu đỏ đây cực kỳ. Đây ạ, màu đỏ này cả nhà ơi. Trời ơi, dày dã man luôn. Cầm quá là nặng tay, chốt nhanh giúp em nào. Ok, Thanh Quyết màu vàng. Ok, Thanh Quyết màu vàng này, em thử qua màu vàng cho các chị xem nhá. Thử qua màu vàng. Trời ơi, bán chỉ có sướng tay, mặc chỉ có ấm người như cái mã này thôi tình yêu ơi, đẹp quá luôn ý. Đẹp mê mệt luôn ý ạ, em thử qua màu vàng cho các chị yêu xem nhá. Cầm cái áo phao quá là dày luôn các chị yêu này, cầm cái áo phao quá là dày luôn. Có các chị được cứ xem. Nhìn xong các chị đặt hàng giúp em nha. 489 nào, xả nhanh 489 tình yêu ơi. Có được, có được xem hàng trước khi có được kiểm hàng trước khi nhận tình yêu nha. Bên em rất là tự tin về cái mặt hàng mình đang bán tình yêu ạ. Mọi người chốt nhanh cho em, nó không còn hàng đâu, đang đại hàn đây này mọi người ơi. Đang đại hàn không còn hàng đâu. 489 em ơi ghi bình luận đi. Phao 489 tình yêu nhá. Phao đang xả còn 489 này. Xả từ 800 còn 489 ok này. Diệu Loan là lấy màu đỏ này, Tuti là lấy màu đỏ chốt này. Ok tình yêu chốt hết những cái comment nào mà có số điện thoại tình yêu nhá. 489 tình yêu ơi xinh quá nè. Nào ai mọi người ơi chia sẻ like đi. Em bán giá rẻ quá mọi người chia sẻ giúp em nhá. Bán quá là rẻ luôn, lãi có đúng 10 20.000 một cái thôi. Ok chốt cho Tiêu Tiêu rồi nha. Ok chốt cho Tiêu Tiêu rồi ạ. Tiêu Tiêu là chốt rồi nhá. Bạn lãi có đúng 10 20.000 một cái nữa cả nhà ơi. Xinh quá cả nhà ơi. Mũ lồi Yến Năng Đội có bán với giá 99k tí yêu nhá. Ai lấy thì comment giúp Yến là mũ lồi kèm số điện thoại nào chia sẻ đi cả nhà ơi. Chia sẻ lên 300 view người xem ạ. À. 300 view người xem nhá. Trời ơi, ấm quá cả nhà ơi, ấm còn quá. Còn rất là nhiều luôn. Mẫu luôn, còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều màu cả nhà, em sẽ lên qua từng màu cho các chị xem nhá. Mũ lồi đủ màu với giá 99k, còn đâu mẫu cao 1m55 và là 47 cân cả nhà nhá. Em ghi bình luận vào đi em. Áo phao với giá sale là còn 489k thì yêu nhá. 489k nào mọi người share like đi, không share like là em không bán giá này đâu. Áo phao này trên thị trường toàn bán 600-700 thôi, không ai bán cho các chị với giá 489 đâu nhá. Nhìn giúp em này, cái áo phao béo này chất cực kỳ dày luôn, các chị nhìn cái mũ lông của nó này. Trời ơi, mũ lông dày dã man nhá. Ai bán cho các chị cái áo này mà dưới 500 thì em hoàn tiền luôn cho các chị luôn. Quá là rẻ nhá, màu be này. Màu be này các chị nhìn này. Đấy, toàn màu đẹp thôi. Áo phao 489 tình yêu nha. Chốt nhanh giúp em, không có không còn hàng đâu. Chốt nhanh giúp em là không còn hàng đâu tình yêu nhá. Dày dã man này. 489k tình yêu nhá. 489k nào. Lên lại một đỏ. Để lại số điện thoại giúp em tình yêu nhá. Để lại số điện thoại giúp em nhá. Em thử lên lại màu đỏ cho các chị yêu xem nhá. Lên lại màu đỏ cho các chị yêu xem nhá. Em giơ cho. Rồi có cả màu đen đây nha mọi người nhá. Màu đen nó hơi lóa một chút. Đây đây em cho đây. Ok, rồi. Lên lại màu đỏ cả nhà nhá. Rồi ai chốt màu đen thì comment cho em là phao đen nha. Rất là dày dã man cả nhà ơi. Nặng lắm mọi người, nặng cực kỳ luôn. Mọi người có thể kiểm tra hàng thoải mái luôn. Mọi người nhìn cái lông là biết nó đẹp như nào rồi. Em thật là các chị ơi, chưa ai bán áo phao này dưới 500 đâu. Chỉ có em bán thôi các chị nhá. Chỉ có em bán thôi các chị dưới 500 thôi. Còn ai mà bán dưới 500 thì em xin phép là hoàn tiền luôn cho các chị. Nếu ai bán dưới 500 xin phép là hoàn tiền luôn. Chất nó dày dã man, các chị cứ nhìn cái phao của nó này. Trời ơi, phao quá là dày luôn mà cầm nặng luôn ạ. Ok lại thử giá 489 thì yêu nhau ghi bình luận rồi ạ. Mũ lồi như của Yến đang đeo là giá là 99k. Ai lấy mũ lồi comment luôn giúp Yến là mũ lồi kèm số điện thoại 99k nhá. Bán cho ai hộp đơn, mũ lồi bình thường toàn bán là 150 cả nhà nhá. Bán cho ai hộp đơn ạ. Nào phao mọi người ơi, phao 499k nào. 489 mọi người ơi, 489 này. Cái mũ của nó đây nhá. Ok Ngát Nguyễn chốt đỏ đô, ok Ngát Nguyễn nha. Ok lại 489 nào mọi người ơi. 489 là chốt nhanh giúp em. Điêu Thuyền lấy phao đen cho số điện thoại nhá. Không còn hàng đâu cả nhà ơi, không còn hàng nhá. Nào, ai đừng ai có phân vân làm gì cả bởi vì nó quá đẹp luôn. 489k vừa nha. Ấm dã man mọi người ơi, bao 70 cân nếu ghi vẫn vừa luôn nhá. Phao này phao béo này bao 70 cân nếu ghi vẫn vừa nhá. Form to rộng mặc thoải mái luôn nhá. 40kg 1m5. Ok là em cũng chỉ có 47kg và cao 1m55 thôi các chị yêu nhá.
Đây ạ, những cái mã này bao cứ dưới tầm độ 65 cân đổ lại là các chị yêu đều vừa phao béo mà. Mặc lên xinh cực luôn cả nhà nha. Chốt nhanh giúp em là phao ạ, phao 489 kèm số điện thoại. Chốt màu giúp em nhá, em cam đoan và đảm bảo về chất lượng các chị yêu ạ. Bầu mặc thoải mái cả nhà ơi. Bầu có màu sắc đẻ mặc thoải mái luôn nhá. Ok, tí nữa mơ sẽ thử đen nhá. Bà đó chốt đỏ đen nhá cả nhà nhá. Nào ai không chia sẻ là không bán đâu ạ. Ai không chia sẻ là không bán cho các chị đâu. Em chỉ bán cho ai chia sẻ thôi cả nhà nhá. Không chia sẻ là không bán đâu. Không chia sẻ là không bán đâu cả nhà ơi. Rẻ quá. Ok, chốt cho Yến Yến phao trắng này, em ơi chụp ảnh màn hình đi. Ok là chốt cho Huệ Thụy là phao màu đỏ đang mặc này. Nào chốt nhanh nào, trời ơi rẻ quá trời luôn. Rẻ quá trời luôn, thử ngay màu đen cho cả nhà xem nhá. Thử okay. Ngay màu đen cho cả nhà xem nhá. Nào mọi người ơi, nhớ chia sẻ nào, không chia sẻ là không bán đâu cả nhà ơi. Không chia sẻ là không bán cho các chị yêu đâu. Trời ơi rẻ quá mà. Em thử lên màu đen cả nhà nhá. Phao cầm nặng lắm, toàn bán 7-800 đấy. Chứ chả ai bán cho các chị yêu với giá là 400 mấy đâu các chị ạ. Phao toàn bán 7-800 đấy các chị ơi. Ok ạ. Nào mọi người chia sẻ giúp Yến nhá, Huyền Phạm chốt rồi nhá. Thử hồng, đợi em một xíu nên thử qua đen nữa nào. Thử qua đen cho các chị yêu xem nhá. Thử qua đen cho các chị xinh xem nha. Các chị phải chia sẻ cho em cơ, nếu không chia sẻ thì em không bán cái giá này đâu, bán rẻ quá. Bán phá giá thị trường quá các chị ơi. Kim Biến lấy phao đen cho số điện thoại nha. Ok, Kim Biến nào, Kim Biến số điện thoại đi. Ok, chuẩn bị em lên mẫu phao dáng khác mọi người nhá. Em thử mẫu khác cho. Ok, để em lên qua lốt cái mẫu màu đen này nhá. Xong rồi lên dáng mới cả nhà nhá. Xinh quá trời ơi. Cái này mà thời tiết này mà các chị mà đi ra ngoài mà không có một cái áo phao này thì em thật là chắc là ra ngoài là đông cứng luôn đấy ạ. Đẹp quá các chị ơi, có 200 mấy, à nó có 400 mấy mà cái áo phao quá đẹp luôn. Thị trường toàn phải bán cho các chị nhá, toàn 7-800 cái phao béo này này. Phao béo này em không nói sai nhá. 7-800 luôn ạ. À. Ok này, phao vàng à. Em đợi em một xíu để em thử qua nhá, còn nhiều mẫu phao lắm các chị ơi. Vào like chia sẻ nhá. Mỗi người cho em xin cho em khoảng 2-3 nút chia sẻ thôi. Làm ơn cho em xin 2-3 nút chia sẻ các chị yêu nhá. Ok này, áo phao này 4489 này. Ok ạ, à, lên thêm màu hồng nhá. À lên màu vàng trước nhá, lên màu vàng trước này. Màu vàng xong đến màu hồng cả nhà nhá, rẻ quá mà. Mọi người đợi một chút nha. Hôm nay áo phao dày dã man luôn này. Hôm nay rất là nhiều mẫu nên là mọi người đợi một chút nha. Tí nữa nhà em sẽ lên hết. Đợi em một xíu nhá, để em lên từng mẫu ra tình yêu ơi. Chỉ có 400 mấy một cái áo phao mà trời ơi đẹp như áo phao tiền triệu luôn. Xả áo phao tiền triệu nhá. Xả áo phao tiền triệu hàng hiệu nhá mà giá quá là bèo luôn. Nào chia sẻ like giúp Yến đi cả nhà ơi. Ai chưa có áo phao thì nhanh tay vào like chia sẻ like, sau đó zing ngay một em này về đi ạ. Nếu mà không zing được là quá là tiếc nhá. Chất đẹp lắm cả nhà ạ. Chất quá đẹp luôn trời ơi. Chia sẻ lên 300 người xem giúp Yến nào. Chia sẻ lên 300 người xem giúp Yến nhá. Phao đẹp quá mọi người ơi. Ok, tí nữa Hà My sẽ lên mẫu áo dài nha. Mọi người đợi một chút nha. Phao dài xả giá sốc luôn. Ok, một lát nữa phao dài toàn hơn 1 triệu em xả cho các chị, chỉ có mấy trăm thôi các chị nhá. Chất quá đẹp luôn. Luôn tự tin về cái chất lượng hàng của mình bán. Các chị có thể đồng kiểm thoải mái luôn. Kiểm hàng trước khi nhận các chị yêu nhá. Em tin chắc là khi các chị nhận được hàng rồi các chị phải sốc so với cái giá tiền mà các chị bỏ ra. Nếu mà để ra bỏ ra chưa đến 500 nghìn để được mua được một cái áo phao đẹp này, em thật là em mà là khách hàng em mua tận 10 cái luôn các chị yêu ạ. À. Nó đẹp quá mà em chỉ bán cho ai chia sẻ nhá, không chia sẻ em không bán đâu các chị ơi. Ok này, ship ạ, có ship các chị ơi, ship code đồng giá là 30.000 64 tỉnh thành điều nhá. Ok này, thế thì qua một cái mẫu phao khác cho các chị xem nhá. Qua một mẫu phao khác cho các chị xem nhá, qua mẫu phao khác này. Cảm ơn tình yêu chia sẻ nhá mọi người ơi, vào like cho em xin 5 đến 10 cái nút chia sẻ được các chị yêu nhá. Ê, chị mặc cái màu này đi em ơi. Ok này, qua mẫu nha tình yêu, qua mẫu phao dài tình yêu nhá, qua mẫu phao dài nhá. Em cũng chỉ cao có 1m55 và nặng 47 cân thôi tình yêu ơi. Phao xanh bên tay phải, ok đợi em một xíu, qua một mẫu phao dài này. Bao nhiêu em ơi? 450. Ôi, mẫu này là còn rẻ hơn nữa chứ trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Mẫu này còn rẻ hơn nữa tình yêu ơi. À màu hồng ạ, à, màu hồng ạ, à. Em bán cho ai chia sẻ nhá, riêng mẫu này, ai mà không chia sẻ là em không chốt đơn, em nói thẳng trước này. Ai mà không chia sẻ là em không chốt đơn đâu các chị đâu. Nào chia sẻ lên 300 người xem đi. 240 người xem rồi, chia sẻ lên 300 người xem giúp em đi ạ. Giữ view giúp em nào. Riêng mã này tình yêu ơi, áo phao dáng dài, phao béo dáng dài bán nữa các chị yêu với giá 249k, à 449 nào tình yêu ơi. 449k mã như Huyền đang mặc tình yêu ơi. 449k nào tình yêu ơi. Nào chia sẻ lên 300 người xem, bán mã này cho ai chia sẻ, không chia sẻ không được, không được mua luôn nhá. Nói thẳng là không chia sẻ là không bán cho luôn ạ. Tình yêu ơi, trời ơi, bọn bên ngoài toàn phải bán hàng tiền triệu luôn tình yêu ơi. Mã phao là
này ạ, đang xả cho các chị yêu với giá là 449k chị yêu nhá. Bán cho ai chia sẻ, không chia sẻ xin phép nào hủy đơn ngay nhá. Không chia sẻ xin phép hủy đơn ngay nhá. Áo phao dáng dài đang xả với giá là 449k chị ơi, 449 này. Xinh dã man luôn nhá chị yêu nhá, xinh dã man này. Trời ơi, phao ơi, co giãn thoải mái luôn nhá, rộng rãi này. Trời ơi, ấm quá trời luôn tình yêu ơi. Mũ lò như của Yến Đăng đội bán với giá 99k chị yêu nhá. Áo phao dáng dài chị yêu, để dáng dài luôn nhá. Có màu khác tình yêu nha, có 3 màu. Shop ở sư phạm nha các tình yêu nha. Đây nha, cả nhà ơi, chia sẻ like nào. Áo phao dáng dài tình yêu ơi, phao dáng dài này đủ 3 màu luôn nhá. Đủ 3 màu luôn, đang sale với giá là 449k chị yêu ơi, 449. Có cả đen tình yêu ơi, có cả đen nhá, nhìn cái lông của nó giúp em này. Trời ơi, dày dã man luôn. Riêng cái thời tiết này mà không có một cái áo phao này trong tủ là có lỗi với bản thân luôn các tình yêu ơi. Là có lỗi bản thân nhá tình yêu nhá, chốt giúp em ạ. 449k. 4 màu tất cả các tình yêu nhá. 4 màu nhá, em đang mặc là màu nâu này. Em đang mặc là màu nâu thì ơi, 449k chị yêu nhá. 449k phao như đang mặc là phao dáng dài này. 449k chị yêu nhá. Có mũ lồi có đỏ nhá. Có đỏ đâu, mũ lồi có đỏ đâu luôn đi ơi. Mũ lồi đang bán với giá 99k chị yêu nhá. Nào ai chia sẻ thì bán ngay cho người đó các chị yêu ơi. Ai chia sẻ bán ngay cho người đó nhá. 449k chị yêu ơi. Sáng sao dài quá là xinh luôn này. 449k tình yêu nhá. Mũ lồi có đủ các màu luôn ạ. À. Ai chốt thì đặt comment luôn giúp em nhá các chị yêu nhá. Ai chốt comment luôn giúp em là mã này là mã phao dáng dài. Phao dáng dài kèm màu thiếu nhá. Phao dáng dài kèm màu luôn đi ạ. Màu đỏ này, em thử mặc sang màu sữa các chị xem nhá. Thử mặc sang màu sữa các chị Trần em Thu xem Phương nhá. Lấy 449k màu đen cho số điện thoại nhá. Ok cả nhà phải để lại số điện thoại giúp em nhá. Bán cho ai chia sẻ được cả nhà, để số điện thoại giúp em nhá. Rẻ quá mà tình yêu ơi, rẻ quá luôn ạ. À. Bán cho ai chia sẻ thôi nha. Phương ớt, chị ở cổng phụ chợ sinh viên đại học sư phạm nhá. Số 61 đường Lê Quý Đôn nhá. Số 61 đường Lê Quý Đôn em nhá. Trời ơi, đẹp quá cả nhà, đẹp quá luôn này. Phao này đang bán sale với giá 449k chị ơi, rẻ quá luôn. Trang ơi, tí em check nha, để em like xong nữa chị nhá. Tí em check nha chị nhá. Ôi phao này xinh quá mọi người ơi, cái màu đỏ rực rỡ luôn này. 449k dành cho ai chia sẻ like thôi nhá. Nếu như không chia sẻ like thì em xin phép là không bán giá 449 đâu, mà trở về đúng giá của nó là 1 triệu hơn tình yêu nhá. Cái này phải bán 1.2 triệu cho các chị yêu ấy ạ. Bởi chất nó đẹp lắm, dày ơi là dày luôn. Đây mũ lông sang chảnh luôn cả nhà này, kiểm mũ lông sang chảnh luôn nhá. Được kiểm tra các chị ơi, bên em luôn tự tin về cái chất lượng hàng bên em bán. Được đồng kiểm hàng trước khi nhận các chị yêu nhá. Đấy á, 449k thiếu ơi. 449k mà áo phao như của Yến đang mặc đây ạ. Quá là xinh luôn này. Trời ơi, ấm dã man luôn nhá. Ai lấy comment luôn giúp em nhá. Có cả phao dáng ngắn luôn. Mọi người vào like thì nhớ là share like giúp em mọi người nhá. Nhớ là chia sẻ live stream để được mua với cái giá là 449k thiếu nhá. Má này có cả màu sữa đây ạ. Má này có cả màu sữa này. Màu sữa, màu đen, màu đỏ này. Quá xinh luôn nhá cả nhà nhá. Quá xinh luôn này. Có phao rút eo nhá. Có phao rút eo tình yêu ơi, lên mã phao rút eo đi em ơi. Ok ạ, à, em sẽ lên mã phao rút eo cho các chị yêu nhá. Ok, em thử qua đến màu trắng luôn các chị yêu nhá. Đây là mã phao dài này. Ok, phao ngắn đi ạ. Và em xíu nhá, vào like nhớ chia sẻ giúp em đi. Vào like nhớ chia sẻ live stream giúp em tình yêu nhá. 5 lần trên trang cá nhân. Đây có cả màu vàng. Đâu ạ? Phao rút ạ? Trời ơi, dày quá. Ok mọi người ơi, qua mẫu phao mọi người nhá. Phao béo này, phao béo dáng ngắn mọi người này. Cái mã này là đang bán với giá sale là 519k thì yêu nhá. Mũ của mình đang bán với giá 99k thì yêu ơi. Mũ của Yến đang bán với giá 99k nhá, mà bán cho ai chia sẻ luôn mọi người ơi. Mã này đang bán với giá là 519k thì yêu nhá. Mã này 519k này. Mã phao rút eo 519k cả nhà nhá. Ồ, có cả màu hồng à. Em màu hồng xinh đấy. 519k tình yêu nhá, 519k này. Ai lấy comment giúp em nhá mọi người nhá. Mã này là mã phà dáng phao ok này. Chốt cho bạn Ngát Nguyễn là phao dài đỏ kìa em ơi. Chụp ảnh màn hình không em? Ok này, Ngát Nguyễn này. Mọi người ơi, phao này là phao dáng á. À phao này phao giúp em mọi người nhá. 519.000 mọi người nhá. 519.000 nha. Có hai màu cả màu hồng và
mọi người này, có cả hai màu nhá, màu hồng nữa nhá mọi người nhá. Có cả hai màu là màu hồng và màu hồng và màu xanh thì yêu nhá. Hai màu là hồng và màu xanh. Trời ơi quá đẹp luôn, riêng mã này không cần phải chê điểm gì luôn. Xinh dã man luôn. Có mua đội có bán nha. Mua đội có bán có rất là nhiều màu. Ok ạ. Mũ lôi của Yến đang đội là có đủ các màu luôn nhá. Yến đội thử lên cho các mọi người xem nha. Ok, mũ lôi có đủ các màu luôn. Bán cho ai chia sẻ cho mọi người ơi. Bán cho ai chia sẻ thôi nhá. Đây mọi người ơi, mũ lôi này, mũ lôi màu be này mọi người này. Mũ lôi màu be thì yêu ơi, mũ lôi màu be nhá. Phao 519.000. Ok này, Kim Ngân này phao dài màu đen này. Kim Ngân chốt cho em ơi. Ok, Kim Ngân này áo phao dài màu đen này. Đỏ em ơi. À phao giặt dài màu đen kìa. À ok bạn nhá. Hè luôn con phao, quá là rẻ luôn. Quá rẻ luôn cả nhà, đúng rất là rẻ như cho luôn. Toàn bán hàng phao tiền triệu thôi. Em bán xả cuối năm quá rẻ luôn tình yêu ơi. Bán xả cuối năm quá rẻ luôn tình yêu nhá. Ok là em chuyển qua đội mũ sang màu đen tình yêu nhá. Đội mũ này màu đen này. Sau đó thì em sẽ lên con phao này màu hồng cho các chị xem. Bán cho anh chia sẻ đôi cả nhà nhá. Màu hồng này. Cái này 99k tình yêu ơi, mũ lồi 99k này. Mũ lồi 99k bán cho anh chia sẻ cả nhà nhá. Bán cái gì cũng rẻ luôn. Bởi vì thị trường toàn bán cái mũ lồi này toàn là 150 cả nhà. Mũ này là mũ loại 1. Mũ này là mũ loại 1 có dây rút tình yêu nhá. Dây chỉnh luôn, có dây chỉnh. Công nhận là mũ loại 1 và có dây chỉnh dây rút luôn cho em cái màu hồng em. Đây mọi người ơi, mũ loại 1 nhà em nhá, có dây chỉnh dây rút hẳn hoi nhá mọi người nhá. Chỉnh theo cái vừa cái đầu của mình. Rất là rẻ luôn ạ. Em mặc sao con màu hồng ở nhà, em mặc sao con màu hồng nhá. Trời ơi, hàng Quảng Châu quá đẹp luôn, tem mác đầy đủ luôn cả nhà nhá. Chất liệu rất là dày luôn này. Các chị nhìn giúp em nhá. Nhìn cái khóa thôi đã biết là xịn sò rồi. Đây cái tem mác của nó vẫn nguyên tem mác cứng luôn. Hàng Quảng Châu luôn cả nhà nhá. Không phải hàng không phải là hàng may lại đâu các chị yêu nhá. Khách nhà em vẫn hiện giờ vẫn đang ra vào nườm nượp luôn, mọi người yên bán tâm. Bán trai chia sẻ được cả nhà ơi, rẻ quá mà. Ui em phao hồng thì xinh quá là xinh nhà trời ơi. Nào chốt ngay giúp em đi, còn hai con phao hồng rồi thôi cả nhà ơi. Còn hai con phao hồng này cả nhà ơi. Phao hồng rút này mọi người này. Con này đang giả còn 519.000 cả nhà nhá, 519.000 nhá. Thị trường bây giờ toàn bán nó hơn 1 triệu thôi cả nhà ơi. Hoặc là bét nhất cũng phải 700-800. Áo xanh 519 tình yêu nhá. 519 áo xanh giống như áo hồng em đang mặc này mọi người này. Áo xanh giống như mà áo hồng em đang mặc mọi người ơi. 519k kiều nhá, hai màu này. Hai màu đấy, xanh 519 hai màu này. Mũ lồi 99k đủ các màu luôn. Mũ lồi 99k đủ các màu tình yêu nhá. Nào mũ lồi bên trong có dây rút này các chị yêu này. Mũ lồi hàng loại 1 có dây rút các chị yêu nhá. Ai lấy comment luôn giúp em nhá. Cái phao hồng này chị cầm còn không, phao hồng nào nhỉ? Phao hồng nào mọi người? Phao hồng nào cũng còn luôn nhá. Nhà em còn đủ hàng hết. Còn đủ hàng cả nhà ơi. Ồ, đây là phao ship tỉnh 30k. Ship tỉnh có 30k thôi, bán cho ai chia sẻ cả nhà nhá. Trời ơi con phao này xinh quá cả nhà ơi. Con phao này xinh quá luôn. Phao hồng 520. 520.000 con này thôi cả nhà ơi. Cho mọi người xem chất luôn, tự tin luôn các tình yêu nhá. Đây rất là đẹp. Chất rất là dày chứ không phải cái hàng mỏng tách tách đâu. Em luôn tự tin về cái chất lượng hàng bên em bán cả nhà nhá. Xinh quá luôn ý, cái này đang bán sale rẻ quá mọi người ơi. Toàn 700-800 bây giờ sale còn 520 má này cả nhà nhá. 520 má này là có màu hồng và màu xanh mọi người. Có màu vàng ấy. Ok tình yêu nhá, ai lấy con này thì comment luôn giúp em nhá. À, mã này của em là có hai màu là màu hồng màu xanh mọi người ạ. Màu hồng màu xanh, mũ lồi là 99k tình yêu nhá. Bán cho ai gộp đơn với giá 99k này. Trời ơi, rất đẹp dã man luôn mọi người ạ. Quá ấm luôn, mặc vào không muốn cởi ra luôn nhá. Ai lấy thì chốt giúp em ạ. Áo phao hồng này kèm số điện thoại tình yêu nhá. Áo phao hồng và áo phao xanh một à 520k tình yêu nhá. 520k. Ok tình yêu này. 520k xinh nhá mọi người ơi. Chị mẫu ca 1m55 các tình yêu nhá. Mẫu ca 1m55 và nặng có 47 cân thôi cả nhà ơi. Áo phao dài đen. Ok tí nữa mẫu sẽ thử nha. Mọi người đợi em một chút nha. Áo phao hồng kèm số điện thoại. Áo phao hồng kèm số điện thoại tình yêu nhá. Quá rẻ quá đẹp luôn. Không mua con này là hơi tiếc. Chỉ có đúng bên em bán rẻ thôi. Còn chả ai bán cho các chị yêu với cái giá là 500.000 cái áo phao rẻ đẹp như này đâu các chị yêu nhá. Ok là em sẽ qua mẫu nhá tình yêu nhá. Shop ở Thái Nguyên nhá. Shop em ở Thái Nguyên tình yêu ơi, ngay sau cổng vụ đại học sư phạm Thái Nguyên nhá. Ok chốt cho Quỳnh này, Nguyễn. Quỳnh Nguyễn này. Chốt Quỳnh Nguyễn phao hồng này, phao này xinh lắm mọi người ơi. Đồ có hạn nhá. Hàng Quảng Châu nhá mọi người, tem mắc đầy đủ này, mọi người nhìn giúp em nhá. Kaki à, kaki có đấy mọi người ơi. Đỏ dài 449k tình yêu nhá. Ok phao áo phao hồng kê 520 Nguyễn Mai Hương. Ok tình yêu này chốt nhanh giúp em nhá.
áo pha hồng quá xinh luôn cả nhà ơi, áo pha hồng quá xinh luôn nhá. Nào, em sẽ mặc sang cho các chị yêu một mã phao khác ạ. À. Nhà em chả có gì ngoài phao luôn. Lên lên lại em khách hỏi nhiều màu đen. Ừ, ok. Đây phao dài đen mọi người. Phao dài đen em sẽ lên lại mã phao dài đen các chị yêu nhá. Ok này, đẹp lắm. Phao hồng dài à? Ok, cái này không có size mọi người ơi. Cái này là cứ dưới á. Cái này em nghĩ tầm 60 cân là các chị mặc vẫn vừa nhá. Từ 60 cân nhá. Quá xịn mà quá rẻ luôn. Quá xịn mà quá rẻ đây ạ. Lên lên lại con phao dáng dài thì yêu nhá. Phao dáng dài ạ. 400 mấy nhá em nhỉ? Em ơi con này 400 mấy nhỉ? 449k thôi. 449k con này tình yêu, áo phao dáng dài 449 này. Áo phao dáng dài 449k tình yêu nhá. Mẫu 47kg mức tình yêu nhá. Linh bé lấy phao hồng ạ. À. Phao hồng nào bạn ơi? Phao hồng vừa xong em ạ. À. Phao hồng 520 đúng không? Ok, Hường Vũ xem phao ngắn 489 thì màu gì bạn ơi? Có rất là nhiều màu luôn. Đây mọi người ơi, mặc lên nó như này tình yêu nhá. Chị kéo em kéo chị. Phao dài 449k tí nữa nhá. Phao dài 449 này. Ok em chốt đơn cho ai kìa. Ok ạ, chốt đơn cho ai để số điện thoại giúp okay, em. Ok phao hồng cho phao hồng 519 cho bạn Nguyễn Ngọc Lam nha. Thật sự quá đẹp luôn mọi người ạ. Phao hồng xinh quá mọi người nhỉ. Em lại yêu màu hường lắm, một lát em sẽ lên thêm mấy con màu hường cho các chị xem nhá. Phao chị mặc có dáng ngắn không? Không không có dáng ngắn, phao dáng ngắn là mẫu khác mọi người nhá. Phao dáng ngắn là có mẫu khác không mọi người ơi. Cái màu đỏ size nhỏ ok, 42 cân mặc được, có size S tình yêu nhá. Em lên thêm con phao dáng ngắn lên cả nhà nhá. Ok, phao dáng ngắn mọi người hỏi màu hồng đúng không? Ok tình yêu nhá. Ai lấy con phao dáng dài thì comment luôn giúp em nhá, chia sẻ like nào tình yêu ơi. Chia sẻ like đi ạ, đang phao đang hot quá cả nhà ơi, phao rẻ quá, hot quá luôn này. Đảm bảo mọi người ơi, có khi mọi người bỏ đâu hơn 500.000, 600.000 cũng không mua được con này bởi vì không có hàng ấy. Đẹp dã man luôn, em thật là phải tranh cướp nhau thì mới mua được những con phao này. Tao mà để mà đến bán đến tay các chị, em thật là chỉ lãi có 50.000 bằng một cái bim bim thôi các chị ạ. Bán quá là rẻ luôn, phao ngắn nhá. Phao ngắn là 489k tình yêu nhá. 489 mã phao ngắn thì nam mặc này mọi người này. Dày dã man luôn ý. Đây là màu be đậm, màu be đậm. Be đậm à? Be đậm. Màu này màu be đậm cả nhà nhá, be đậm này. Có cả màu trắng sữa nữa. Trắng sữa be đậm này, màu vàng, màu đỏ cả nhà ấy, màu đen nhá. Mình chốt trước mà sốt không chốt phao hồng cho mình. À Nhàn Mai, bạn ơi cho mình lại số điện thoại đi, có chốt nha. Bạn chốt phao hồng 520k thì cho mình lại số điện thoại Nhàn Mai nhá. Bên mình sẽ chốt mọi cho bạn nha. Mọi người phải cho em số điện thoại nhá. Phao nhà này em không có áo quá này. Phao này đẹp dã man luôn. Phao dày hồng tí nữa nha, mình sẽ lên nhá mọi người nhá. Đợi một xíu nhá. Phao này đẹp dã man luôn cả nhà ơi, dày bịch luôn này. Đây là con phao hot nhất ạ. Mình xem màu vàng mũ đen 489 á, 489 mã này tình yêu nhá. 489 màu be đậm cả nhà nhá. 489 màu be đậm, ai lấy thì chốt nhanh giúp em. Và để lại số điện thoại và nhớ lại chia sẻ livestream giúp em đi yêu nhá. Bán cho những ai chia sẻ thôi tình yêu ơi. Phao quá dày luôn. Phao hồng không có size, free size các tình yêu nhá, rất là dễ mặc luôn mọi người yên tâm. Rất là dễ mặc, phao là cái thứ dễ mặc nhất trên đời luôn mọi người ạ. Thật cái này co giãn, à đâu cái này không phải co giãn mà là phao rất là rộng các chị ạ. Dáng cái dáng của nó thiết kế cho mình phao xem béo mà. Con vàng lông đen kìa bạn, con vàng lông đen à? Vàng lông đen ok này. Nhàn Mai kia em số điện thoại kìa. Ok Nhàn Mai nha, chốt okay, lại cho Nhàn Mai nha. Ngày mai bên mình sẽ gọi điện chốt đơn mọi người, để ý nghe điện thoại giúp em rồi nhá. Ok để em qua mẫu nha cả nhà nhá. Đây em mặc thử đỏ đô cả nhà, mặc thử đỏ đô. Lên lại đỏ đô nhá. Hồng có tình yêu ơi, Sam Sam có hồng nha. Mọi người ơi, hiện tại hồng nhà em đang hiện tại là đang quên mất chưa mang sang cửa hàng. Nhưng mà ai chốt hồng thì nhà em có thể gửi ảnh cho mọi người nhá. Và mọi người có thể, nói chung là mọi người có thể kiểm tra hàng trước khi nhận, yên tâm. Trời ơi, hàng quá đẹp luôn, em thật là để bỏ ra tầm gần 500 để mua được một con phao rẻ đẹp này nhá. Thì chỉ có em bán cho các chị thôi, chứ không có shop nào bán đâu các chị ơi. Các chị cứ nhìn hàng nhá, xong rồi các chị đặt giúp em nhá. Nó đẹp lắm luôn và số lượng nó không có nhiều. Đến em đi lấy hàng còn phải tranh cướp nhau luôn ấy, mọi người ạ. Vàng đây các tình yêu nhá. Vàng đỏ này, em mặc con đỏ này các chị ơi. Nhà mình không có phao nam đâu mọi người ạ. Không có, nhà mình bán đồ nữ thôi các tình yêu nhá. 489 tình yêu nhá, bán cho ai chia sẻ like tình yêu nhá. Bán cho ai chia sẻ like ạ. 489 ngay nếu như không chia sẻ. Nếu như không chia sẻ thì em sẽ không bán 489 đâu cả nhà nhá. Tí nữa nha, mình sẽ lên áo dạ sau, mọi người cố gắng theo dõi like nhá. Mọi người cố gắng để tranh thủ mua được áo phao đẹp để có thể đi chơi Tết mọi người ơi. Trời ơi, ấm lắm mọi người ơi, ấm dã man luôn ý. Ấm dã man luôn ý cả nhà ơi. Ai lấy má này comment luôn giúp Yến làm má. Áo phao 489 á, màu đỏ, áo phao 489 màu đỏ nhá.
489 màu đỏ này. Em có nhìn cái này đắt lắm ạ. Thì lên hết đủ mã đi em. Mọi người ơi, con phao vàng này trời ơi 499 này. 499 con phao vàng này mọi người ơi. Ôi cái con này đẹp quá mọi người ơi. Áo phao nào mọi người ơi? Ok, em ơi chốt cho bạn Mắn Hương này phao hồng rút kìa. Mọi người em bên em kiểm tra hàng trước khi các chị nhận hàng luôn nhá. Mọi người có thể kiểm tra hàng thoải mái luôn ạ, bởi vì hàng nhà em đảm bảo chất lượng luôn. Không bao giờ sợ luôn. Em mới kéo chị phát. À vâng, đây, chị quay ra đây. Ok, tình yêu ơi, trời ơi, em này này. Em này các chị nhìn giúp okay, em. Ok, màu đỏ 489 cho Ngọc Dung nha. 499 tình yêu ơi, 499 này. Trời ơi, em này siêu cu te luôn cả nhà ơi. Này, tay của nó này xịn xò luôn này. Tay này kéo đóng cái hồng bạn vừa cầm ý á. Cái hồng bạn vừa cầm. Trời ơi. Cái hồng này là hồng dáng ngắn rút eo mọi người ơi. Hoa Lan rừng ơi, hồng dáng ngắn rút eo. 499 con màu vàng cả nhà ơi, 499 con màu vàng cả nhà nhá. Em này xinh quá trời ơi. Có cả màu xanh đi nha mọi người nhá. Ôi có cả màu xanh à, xinh thế. Ôi có cả màu xanh này cả nhà ơi. Ôi 499k này giá rất mình luôn. Các chị nhìn giúp em cái mũ lông của nó nhá. Các chị nhìn giúp em này. Trời ơi cái mũ lông này dày dã man luôn nha. Quá 499 cả nhà ơi. 499k tí ơi nhá. Chốt nhanh giúp em là 499 áo phao 499 hai màu. Là màu xanh và màu vàng tí ơi. Có màu đỏ anh. À màu đỏ, có, màu trắng á. Có màu đỏ tình yêu nhá. Mặc vàng mũ lông đen đi bạn. Ok, bạn tạm mến đợi một chút nhá. Nào mọi người chốt nhanh mã này giúp em. Thực sự mã này đẹp lắm mọi người ạ. Trời ơi, mã này mặc lên yêu kinh khủng luôn đi tình yêu ơi. Nhìn cái mũ của nó này, mọi người nhìn cái mũ giúp em nhá. Trời ơi, cái mũ của nó, lông của nó quá là dày luôn. 499k tình yêu ơi. Màu đỏ đây nhá. 499k nhá. Phao mặc có màu đen nha tình yêu nhá. Có màu đen nha. Màu đen này thử qua các màu nhá. Thử qua các màu cho mọi người xem nhá. Thử qua các màu đây ạ. À ok, cái màu đấy là cũng là màu đỏ đấy bạn ạ. Cái màu đấy là cũng là màu đỏ bạn ơi. Màu đấy là màu đỏ nhá, chứ không phải màu hồng đâu ạ. Thử đây qua đây. Các màu nhá, tình yêu ơi, em thử qua màu đỏ này. Mọi người ơi, con này mà mặc đi chơi xong. Trời ơi, nó dày này, trời ơi, nó dày dã man luôn. Rồi, con này em nghĩ là kể cả Đại Hàn em cũng không sợ nhá. Bởi vì nó quá dày luôn. Ok, chốt đỏ 489 cho Như Ngọc nha. Chốt đỏ 489 cho Như Ngọc nha, ok tình yêu nhá, 48. Em kẹo kẹo đi em ạ. Xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi mọi người nhá. Ui cái một phát tụt view luôn này. Đã man luôn. Phao dài không có sai bạn ơi. 499 đấy không có sai nhá. Em kéo chị kéo khóa. Mọi người ơi quay lại nhá. Chia sẻ like nào. Chia sẻ like giúp em nhá. Vừa rồi bị lỗi kỹ thuật một chút tình yêu nhá. Phao này là 499k tí ơi. Em đóng cho chị phát. 499k đủ các màu luôn mọi người ơi. Đằng trước một cái rút một lát em sẽ lên lại cái mã đằng sau nhá. Mọi người chia sẻ lại like giúp em đi tình yêu ơi. Chia sẻ lại like giúp em tình yêu nhá. Có cả màu trắng đẹp đấy. Có cả màu trắng tình yêu ơi. 499k tình yêu ơi, 499 nhá. Mẫu cao 1m55 và nặng 47 cân cả nhà ơi. Mẫu cao 1m55 và nặng 47 cân thôi cả nhà nhá. Đây ạ, à, trời ơi. Ui nó dày dã man luôn ý. Dày quá là thể luôn mọi người ơi. Phao này 499 cả nhà ơi, 499 này. Mẫu phao cổ lông to này là 499 các tình yêu nhá. Còn mẫu phao khiếp, phao này ấm thế mọi người ơi. Phao này dày dã man luôn ý. 499k mẫu này mọi người nhá. 499k kèm theo số điện thoại đi cả nhà ơi. Có đủ các màu luôn. Có màu xanh này, màu xanh, màu vàng, màu trắng. Màu quá xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ cả nhà nhá. Màu quá xanh, à, vàng, nhá. Trắng, đỏ, đen. Xanh, vàng, trắng, đỏ, đen cả nhà nhá. Hay có một con trắng, con trắng. Để mặc nó con trắng cho mọi người xem nhá. Trời ơi, đúng là cái này Đại Hàn rồi các chị ơi. Nhìn con trắng này, nhìn cái mũ lông của nó này các chị nhìn này. Trời ơi, mũ lông của nó quá là sang chảnh luôn nhá. 499k nhìn con này. Ok, Nhật Nguyệt 499k, ok, đỏ ok tình yêu nha. Màu trắng đây tình yêu đang mặc đây nha. Trời ơi, màu trắng. Em này xinh quá cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn ngất ngây với em này luôn. Em phải đọc đóng chị mất. Xinh thế, cái này xinh dã man luôn đấy mọi người ạ. Ôi màu trắng cả nhà ơi, cái màu trắng này em ngất với em này mất. Xinh quá mọi người ơi. Má này mà đi Sapa tuyệt vời cả nhà.
có sai nhá, có sai bé nhất đây tình yêu ơi, có sai nhá. Em cái này có sai nhá, size S màu tình yêu, size S màu nhá, đủ hai size S màu nhá. Xinh quá cả nhà ơi. Cái này mà đi Sapa đúng là một sự lựa chọn. Có phao trắng be dáng ngắn nhá, có tình có tình yêu nhá. Phao trắng be dáng ngắn là 489k nhá, 489k. Con này là 499k tình yêu ơi, 499k con phao trắng dài này là quá xinh luôn này. Con này là đúng là con đại hàn luôn nhá tình yêu nhá. Ôi mã này đẹp quá luôn, nhìn cái mũ lông của nó thôi đã mê rồi. Mọi người ơi, chỉ bán cho ai chia sẻ like thì shop em chưa bao giờ bán cái giá này mọi người nhá. Chưa bao giờ bán hôm cái giá này luôn. Hôm nay hàng cuối năm thôi cả nhà ơi. Xinh quá cả nhà ơi. Cái này mọi người mặc mà mua theo team hết rồi, thật sự nhà em bán cho các nhóm bạn đi chơi rất nhiều. Áo cái này chẳng... cái này mọi người ơi, đi Sapa hay là mọi người đại Hàn như này phải dích những em như này về mọi người ạ. Chất của nó này. Mọi người cho em kèm số điện thoại nhá. Luôn mọi người ạ. Chốt hàng cho em số điện thoại nha cả nhà ơi. Mọi người xinh quá, nhìn nó đáng yêu cute kinh. Milo ngoài cho nhà em số điện thoại nha. Mọi người phải có số điện thoại nhà em mới chốt được nha. Ok, Huệ Nguyễn size S trắng, ok tình yêu nha. Mọi người ơi phải kèm size S vào cả nhà ơi. Cho em số điện thoại nè. Tình yêu nhá. Nhìn cái mũ lông này. Lông cực kỳ mềm mà nó lông to đẹp lắm đấy mọi người ơi. 499k tình yêu nhá. Màu đen có nhá. Có màu đen cả nhà ấy, có cả màu đen nhá. Ok, để em mới chốt của Milo ngoài kìa. À ok. Milo ngoài, ok tình yêu nhá. 499k đẹp quá trời quá đất luôn. Cái này phải là hàng hiệu luôn, tiền triệu luôn cả nhà ơi. Cái này phải là tiền triệu luôn cả nhà nhá. Nhìn giúp em này. Trời ơi cái mũ lông của nó sang chảnh vô cùng luôn. À bạn ơi lại mình một xíu nhá, cho mình xem này, phao dài 499k. À phao dài đỏ 499k em ơi. Phao dài đỏ 499k ạ. Đỏ 499k giống như cái mã em. Ok đây đây, phao dài đỏ 499. Bao nhiêu màu bạn chị ơi? À cái này có 3 màu mọi người nhá, đỏ, trắng và xanh nhá. Đỏ, trắng, xanh mới là gì nhỉ? ABC của 3579 á. Đợi em một xíu nhá. Em mới chốt game ơi. Nhật Nguyệt chốt chưa? Nhật Nguyệt chốt rồi nhá. Ok. Màu đỏ. À ok. À Nhật Nguyệt. Chưa đúng không? Nhật Nguyệt đấy thấy comment một lần rồi. Mọi người ơi, mọi người comment một lần thôi giúp em đi nhá. Mọi người ơi, mã này màu đỏ đấy mọi người ơi. Mã 499k màu đỏ đấy nhá mọi người nhá. Áo trắng mẫu mặc là 499k thôi.